Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, đối với nghề nuôi trồng thủy sản thời gian qua, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá bán một số thủy sản đang xuống rất thấp, khiến người nuôi chịu thua lỗ. Và không chỉ người nuôi, khó khăn cũng đang ập đến với những người làm nghề khai thác thủy hải sản. Câu chuyện cụ thể như thế nào? Xin mời quý bà con cùng theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay để biết thêm chi tiết. Lâm Đồng sẽ phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và phát triển ít nhất 2 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp quốc gia. Lâm Đồng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn từ nghề truyền thống. Ngư dân Quảng Ngãi nợ nần chồng chất vì nghề đánh bắt giả cào. Chuyên mục con số hôm nay đang tồn động hàng trăm nghìn tấn dăm gỗ. Chuyện nhà nông, câu chuyện đưa rau Đà Lạt vươn xa. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Theo đó, phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và phát triển ít nhất 2 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp quốc gia. Nhằm thúc đẩy phát triển những mô hình điển hình có tác dụng lan tỏa và nhân rộng trên toàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Theo đó, phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và phát triển ít nhất 2 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp quốc gia từ cà phê Arabica, Atiso, hạt Macca, quả phúc bồn tử. Để phát triển các sản phẩm đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, hỗ trợ 50% các nguồn kinh phí quảng bá sản phẩm OCOP Lâm Đồng tại sự kiện lễ hội truyền thống của địa phương, thực hiện mô hình điểm trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP, hỗ trợ kinh phí quản lý, hướng dẫn, giám sát thực hiện kế hoạch địa phương chỉ đạo điểm chương trình OCOP. Thưa quý bà con, trong phát triển ngành nghề là nghề truyền thống tại khu vực nông thôn do quy mô sản xuất cơ sở còn nhỏ lẻ, manh mún, máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu, đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, nên hoạt động sản xuất của các làng nghề, ngành nghề ở nông thôn rất khó khăn. Chính điều này đòi hỏi các địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, đẩy mạnh thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển ngành nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Qua 3 năm thực hiện việc phát triển ngành nghề làng nghề truyền thống để sử dụng có hiệu quả lao động nhàn rỗi, từ đó tăng thu nhập cho lao động nông thôn tại tỉnh Lâm Đồng. 5 nhóm ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển với trên 15.400 cơ sở hoạt động. Qua những cơ sở truyền thống này đã tạo công ăn việc làm lúc nhàn rỗi cho 53.800 lao động, thu nhập cao hơn từ 2 đến 4 lần so với lao động thuần nông. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất của đa số cơ sở còn nhỏ lẻ, đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, đòi hỏi các địa phương cần thực hiện tốt các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển ngành nghề truyền thống, từng bước nâng cao thu nhập ổn định cho người dân vùng nông thôn. Ngư dân Quảng Ngãi nợ nần chồng chất vì nghề đánh bắt giả cào. Chuyên mục con số hôm nay đang tồn động hàng trăm nghìn tấn dăm gỗ. Chuyện nhà nông, câu chuyện đưa rau Đà Lạt vươn xa. Thưa quý bà con, theo ngành nông nghiệp, Bạc Liêu đang vào chính vụ nuôi tôm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, con giống, nguồn nước, thời tiết, khoa học kỹ thuật đã làm người nuôi gặp nhiều thiệt hại do tôm chết hàng loạt. Trước tình hình diện tích tôm chết có chiều hướng gia tăng, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp nhà nông giảm bớt khó khăn, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục diện tích bị thiệt hại. Theo đó, hiện đã có hơn 5.300 hecta tôm nuôi bị thiệt hại. Thời gian gần đây, giá tôm nguyên liệu trên thị trường tiếp tục giảm mạnh, khiến người nuôi tôm tỉnh này gặp không ít khó khăn. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nuôi trồng, phòng chống dịch bệnh thủy sản, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, theo dõi và hướng dẫn nông dân, ngư dân tuân thủ quy hoạch và khung lịch thời vụ nuôi trồng năm 2018. Cũng câu chuyện liên quan đến khó khăn của ngành nuôi trồng thủy sản. Sau khi chịu thiệt hại liên tiếp trong các đợt thiên tai, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hồi phục và đang phát triển khá nhanh. Từ đầu năm đến nay, tổng diện tích nuôi đạt trên 3.114 hecta, với sản lượng nuôi đạt hơn 7.400 tấn, đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, bà con tại các vùng nuôi vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Thiệt hại sau cơn bão số 12 năm 2017, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy đã quyết định bỏ vốn, đầu tư hệ thống lồng hiện đại, có độ bền cao để nuôi cá tại khu vực biển thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.
Một vài lứa nuôi đầu tiên đã mang lại hiệu quả, có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, đầu năm 2019, tình hình nuôi đã trở nên khó khăn, cá bớp liên tục chết. Dù gia đình đã thực hiện các đợt lấy mẫu xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Lòng đây thì đảm bảo rồi đó, nhưng mà về cái nuôi này, cho nó ké nó không có tự ké bóp cho đến ké hồng mỹ thì cũng không có ổn định. Hỏi mua thuốc mua đồ hay mình xử lý xét nghiệm đồ gì nè, mà xét nghiệm ra thì không có gì hết. Không chỉ cá mà tôm hùm, ốc hương, từ nuôi lồng bè đến nuôi bằng ao đìa đều ghi nhận các trường hợp bị thiệt hại từ đầu năm đến nay, với tổng diện tích mất trắng khoảng 42 hectare. Người dân và ngành chức năng các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh đều cho rằng chính diễn biến thời tiết thất thường, vùng nuôi chen chúc dẫn đến nguồn nước ô nhiễm khiến cho nguy cơ bệnh trên thủy sản ngày một nhiều hơn. Nguyên nhân mà theo tôi nhận định là ngay từ bản thân là chất lượng giống. Cái thứ hai là về nguồn nước. Cái thứ ba nữa là do cái bà con nuôi tự phát, manh mún, không có một cái quy trình, cũng không có một cái tổ liên kết. Và do vậy cái thời gian thả của từng hộ nó chênh lệch nhau, kể cả cái khâu xử lý nước đầu vào. Giá cả xuống thấp là do nguồn tiêu thụ tôm hùm, ốc hương đều phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Và từ năm nay, thị trường này đã bắt đầu siết chặt xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch. Trong khi hầu hết bà con nuôi theo phương thức truyền thống, công tác quy hoạch vùng nuôi vẫn đang trong giai đoạn triển khai nên chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu theo đường chính ngạch. Đây sẽ là bài toán nan giải mà ngành chức năng sớm hỗ trợ người nuôi ổn định sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản đảm bảo ổn định, bền vững. Xin được chuyển sang một thông tin liên quan đến nghề khai thác hải sản. Thưa bà con, nghề đánh bắt giã cào từng giúp cho hàng trăm ngư dân ở vùng ven biển xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi có cuộc sống tương đối sung túc. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, ngư trường đánh bắt ngày càng cạn kiệt, thiếu lao động đi biển, cộng với giá nhiên liệu tăng cao đã đẩy hàng trăm ngư dân nơi đây vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Đôi tàu hành nghề giã cào trị giá hơn 7 tỷ đồng của gia đình chị Cúc ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi được trao bán với giá khoảng 4 tỷ đồng từ đầu năm đến nay, nhưng chẳng có ai mua. Trong khi đó, số nợ gần 4 tỷ đồng của ngân hàng mà gia đình chị vay để đầu tư đóng mới đôi tàu này đã quá hạn từ lâu. Ngân hàng là giờ đầu kim ra tòa. Giờ tòa thì cũng xử rồi, cho tạm thời nếu mà bón được thì trả vô ngân hàng, rồi bắt đầu nếu bón không đủ ghe thì bón nhờ. Gần cả đời người gắn bó với nghề giã cào, nhưng chưa khi nào ông Dũng lại nghĩ mình rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất như hiện giờ. Con tàu trị giá hơn 6 tỷ đồng vừa được ông Dũng bán tháo với giá 1,5 tỷ đồng để trả nợ vốn vay cho ngân hàng. Tuy nhiên, hiện ông vẫn còn nợ ngân hàng khoảng 400 triệu đồng. Những ngày qua, ông đứng ngồi không yên vì khoản nợ này đã quá hạn từ lâu. Ông tính bán nốt con tàu còn lại, nhưng chẳng có ai mua. Những năm trước thì đều là hoàn tất cả được lợi tiền gốc, hơn năm nay thì không trả được lợi và tiền gốc nào, tại vì tàu thuyền không đi sản xuất được. Hiện nay thì nếu mà bà con mà không có tiền trả nợ ngân hàng thu hồi nhỏ thì đôi lúc là bà con là đến đường cùng thì là ra lòng nhà trái phép. Hiện nay là cái việc quản lý của địa phương là trong thời gian đấy là nó cũng rất là khó khăn. Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi có đội tàu hành nghề đánh bắt giã cào hơn 500 chiếc. 2 năm trở lại đây, ngư trường đánh bắt ngày càng cạn kiệt, thiếu lao động đi biển, cộng với giá nhiên liệu tăng cao nên tàu thuyền của ngư dân làm ăn thua lỗ. Phần lớn tàu thuyền đều phải nằm bờ và ngư dân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thưa quý bà con, và tiếp theo đây sẽ là những câu chuyện vui sau những chia sẻ đầy trăn trở vừa rồi. Từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch hàng năm là mùa phơi khô cá biển của ngư dân các làng chài trong tỉnh Khánh Hòa. Tại làng chài Hòn Rớ, Nha Trang, người dân tại đây cũng tất bật bước vào mùa khô biển. Những ngày này, tại khu dân cư làng chài Hòn Rớ, các ràng rổ đựng cá biển được người dân mang ra phơi tràn ngập trên các dãy bờ kè, các vỉa hè với nhiều loại cá như cá nhám, cá mối, cá hố, cá chình, cá nhồng, cá nạng, v.v. Năm nay, do sản lượng cá ít vì biển giã ngày càng cạn kiệt nên giá bán ra thị trường cũng tăng hơn năm ngoái, tức trên dưới 120.000 đồng mỗi ký cá khô loại bình thường. Riêng những loại cá khô hiếm, giá bán ra có cao hơn khoảng vài 300.000 cho mỗi ký. Cũng tại tỉnh Khánh Hòa, những ngày này, tại bến cá Lương Sơn của xã Vĩnh Lương, Nha Trang, các ghe thuyền của ngư dân sau chuyến đi biển từ 1 giờ sáng đã trở về với đầy ắp cá chuồng. Cá chuồng sau đó được ngư dân dùng thuyền thúng để chuyển vào bến.
Theo tính toán, với các ghe thuyền loại nhỏ, bình quân mỗi ghe đánh bắt được từ 7 đến 8 tạ cá chuồng. Dù giá bán từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký, tương đương mức giá năm ngoái, nhưng do sản lượng cá cao nên ngư dân rất phấn khởi. Nhất là cá về đến bao nhiêu thì đều được tư thương, bạn hàng tiêu thụ hết. Những ngày thời tiết tốt đã tiếp tục tạo thuận lợi rất nhiều cho việc đánh bắt cá chuồng của ngư dân các vùng biển của tỉnh Khánh Hòa. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 500.000 tấn, đây là lượng dăm gỗ đang bị tồn động ở Quảng Ngãi. Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ dăm gỗ như hiện nay là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường chủ yếu là Trung Quốc không tăng nhiều. Trong khi đó, số cơ sở tham gia chế biến trong lĩnh vực này của tỉnh Quảng Ngãi thì ngày càng đông. Nếu như vài năm trước chưa tới 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dăm, thì bây giờ toàn tỉnh đã có tới 22 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Theo tìm hiểu, việc tiêu thụ dăm gỗ khó khăn đang là tình hình chung của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hiện các nhà máy dăm gỗ vẫn đang phải tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ keo để chế biến duy trì hoạt động. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Trong lĩnh vực sản xuất rau thủy canh, cái tên Kim Bằng có lẽ không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những người yêu thích nhãn hiệu rau Đà Lạt. Những bước đi táo bạo, quyết đoán, tiên phong trong áp dụng khoa học công nghệ cùng với những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đã góp phần làm nên thành công của doanh nghiệp đưa thương hiệu rau Đà Lạt vươn xa. Năm 2011, chủ nhân công ty trách nhiệm hữu hạn trồng trọt thương mại Kim Bằng là người đầu tiên ở thành phố Đà Lạt áp dụng kỹ thuật trồng rau thủy canh mới nhất trên thế giới. Đến năm 2017, cái tên Kim Bằng được nhắc đến với mô hình thủy canh 2 tầng giúp tăng năng suất trên cùng một diện tích. Và nhãn hiệu rau Đà Lạt đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của khách hàng về chất lượng 30 tấn rau xuất bán mỗi tháng của đơn vị này. Thị trường thì nói chung là các sản lớn trong nước và cũng select hàng củ quả, cà chua, củ cải, cà rốt, nên mình không có bị cạnh tranh. Coi như là hàng là của mình, mỗi của mình là từ bao nhiêu năm nay rồi, 30 năm nay. Tại vì mình từ xưa là mình làm về cái nghề này á, là mới đầu mình làm nhỏ, thì các khách sạn đến đặt hàng mình. Trên 100 loại rau được trồng trên diện tích 7 hecta trong nhà kính hiện đại của công ty, theo hai phương pháp thủy canh và truyền thống, được bán trực tiếp cho các hệ thống khách sạn, nhà hàng lớn trong cả nước. Với quy mô không ngừng mở rộng, nhưng thực tế hiện nay, công ty vẫn ở trong tình trạng cung không đủ cầu. Đây là lý do mà đơn vị này không lựa chọn kênh phân phối khác để đưa sản phẩm rau Đà Lạt từ trang trại của Kim Bằng đến nhiều đối tượng khách hàng hơn. Dù vậy, chất lượng luôn là tiêu chí hàng đầu mà các đơn vị sử dụng chứng nhận nhãn hiệu rau Đà Lạt như Kim Bằng quyết tâm phát huy giá trị để hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Giá trị cộng thêm từ nhãn hiệu, chứng nhận rau Đà Lạt ngoài sản phẩm rau sạch cung cấp cho thị trường, đó là đời sống người nông dân đã đổi thay từ khi họ tiếp cận với công nghệ trồng rau mới và giá trị của nông sản Đà Lạt được khẳng định trong dòng chảy thị trường. Trồng dưới đất rồi cũng thu hoạch rồi, phủ luống rồi vậy đó, rồi sau này rồi trồng qua công nghệ này thì chăm sóc rồi nó cũng đỡ hơn. Lương mình cũng ổn định thôi, cũng 200 mấy, hàng 1.300. Với thiết kế chuyên nghiệp, tiện dụng là tổ hợp đủ đầy của 4 tiêu chuẩn thiết yếu nhất trong trồng trọt: nước, phân, cần, giống, hướng đến nền nông nghiệp sạch công nghệ cao. Ngoài khu trồng rau thủy canh, công ty vẫn duy trì khu trồng rau truyền thống với các loại rau củ baby như cà rốt, dền, cà chua, dưa leo và các loại rau gia vị. Dù có nhiều sự biến động trên thị trường, nhưng sản phẩm của công ty cùng chứng nhận nhãn hiệu rau Đà Lạt vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Nói chung là cũng có nhiều cái đơn đặt hàng để xuất đi á, thì mình đang mở rộng qua thì đủ không đủ thì mình bán trong nước thôi. Hiện giờ cũng chưa có đủ hàng để bán. Nếu về sau này mình mở rộng thì mình sẽ bán cho các siêu thị, bán khắp nơi luôn. Xây dựng thương hiệu nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là con đường tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng đang hướng đến. Cùng với sự nỗ lực từ chính các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, bài toán phát huy giá trị chứng nhận nhãn hiệu của địa phương đã và đang được tập trung thực hiện. Nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về cho chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.